Alo, xin chào các bạn. Thường thường mình bypass Hello mà iOS 15 trở lên đó các bạn. Thì có những cái tool nó hay xảy ra trường hợp là nó bị hao pin các bạn ha. Thì cái này dữ liệu di động nè, nó bị lỗi các bạn. Rồi vô cài đặt chung giới thiệu thì nó sẽ mất cái vi chương trình các bạn ha. Nó mất cái backend nha các bạn. Đó, cái như cái con 6 lút này nó bị mất backend nha các bạn. Thì có những con thì nó hay xảy ra trường hợp là nóng máy á, với lại nó hơi hao pin các bạn ha. Thì đại khái như cái con này nè, con này là 6S luôn rồi các bạn. Này là nó màn hình khóa kích hoạt cho chủ sở hữu các bạn ha. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn cái tool này nó khá là hay các bạn. Thì cái con này thì mình đã đổi số series theo cái tool rồi các bạn. Cái này mình đã đổi số series rồi ha. Số series theo cái tool nha các bạn. Tool mình làm á, mỗi tool nó có số series riêng á. Thì cách đổi á, thì mình cũng có làm một video 6S Lut iOS 15 á. Các bạn lên kênh xem giúp mình nha. Ừ, con này 6S Lut nè, iOS 15.6. Đó, số series mình đã đổi nha các bạn. Thì cái tool hôm nay mình muốn giới thiệu các bạn là cái tool 18 Lock các bạn. Tool này cũng khá quen thuộc các bạn ha. Mà hôm nay mình làm chi tiết cho các bạn xem là nó giữ backend luôn nha các bạn. Rồi mình mở cái tool lên nè. Thì nó sẽ nhận diện được cái máy ở chế độ bình thường nha các bạn. Mình ghim vô cái máy vô máy tính à. Rồi cái số series mình đã đổi nè. Các bạn rê chuột vô cái chỗ get hello á là nó hiện số series à. Mình kiểm tra đúng số series đã đổi nha các bạn. Hello thì mình phải đổi số series trước rồi. Cái đó các bạn biết rồi ha. Giờ mình bấm get hello các bạn. Bấm gấp cái file hello. Rồi mở đi qua manager lên. Ở lát mình kiểm tra driver rồi đầy đủ mình canh đó cho mình dễ chạy các bạn ha. Rồi driver rồi nó get thành công rồi các bạn. Rồi get file hello thành công các bạn ha. Rồi mình bấm ok. Rồi mình kiểm tra lại cái file hello đầy đủ chưa, rồi mình boot ram disk mình nạp nó nha các bạn. Rồi kiểm tra rồi có file kích hoạt đầy đủ các bạn. Rồi kiểm tra coi có file sheet rồi các bạn ha. Rồi đầy đủ ngon lành luôn các bạn. File login này lao luôn nè. Rồi bấm vô, giờ mình vô chế độ bonus nít cho nó nha các bạn. Rồi cái này là nó kêu đưa về chế độ recovery á. Các bạn nào không quen á, thì các bạn đưa về recovery trước cũng được. Rồi các bạn vô để bù. Mình quen tay thì mình vô để bù thẳng luôn nha các bạn. Vô để bù thẳng luôn. Rồi mình vô bonus nít á cho nó nhanh ha. Rồi đưa cái máy này về chế độ để bù. Rồi các bạn đợi tool nó nhận trong chế độ DPU á, rồi mình bao nick nó nha các bạn. Rồi nhận đầy đủ DPU mod 6S Lut các bạn ha. Ba bát giữ bát pen nha các bạn. Rồi mình kiểm tra bên phần device manager này, mình kiểm tra driver nhận đầy đủ. Các bạn nào chưa cài driver thì lên kênh nó xem video cách cài driver trên Windows ram disk nha các bạn. Rồi bấm boot ram disk, xin lỗi các bạn, mình bấm bonus ha. Cái này nó chạy về bonus cluster luôn các bạn. Tool này hoạt động khá là mượt các bạn ơi. Nó làm tất cả trong một luôn, nó cũng có nhiều cái trên tool nó khá là hay ha. Nó hiện cái bảng này giống như nó đang lấy cổng USB á các bạn. Các bạn nào rành hơn thì để lại bình luận ha cho anh em cùng hiểu nha. Tới lúc này thì các bạn bấm chữ no thôi các bạn. Giống như nó lấy thêm cái cổng USB gì đó vậy á. Mình hiểu hôm nay là vậy ha. Rồi nó vô chế độ bonus thành công các bạn. Bonus Gator nha các bạn. Driver còn nhận đầy đủ nè. Nó hiện boot ram disk iOS 15 thì các bạn bấm boot ram disk thôi. Thì để cho nó lấy file nó boot ram disk. Boot ram disk thành công á thì mình active hello nha các bạn. Thì cái này nó boot ram disk rồi nó tự lấy SSH luôn các bạn. Nó mở cho mình một cái SSH luôn ha. Nó mở SSH thành công luôn. Nói chung cái tool này nó admin update lên cái bản mới á, xài mượt mà lắm các bạn. Mà nó hay cái là đã giữ được backend, thì nó một số con thì nó tránh được trường hợp là nó hơi hao pin các bạn ha. Rồi các bạn đợi. Rồi ngon lành các bạn, nó boot ram disk như vậy là nó chạy thành công nè. Đó, rồi bắt đầu nó lấy nó mở cái SSH cho các bạn ha. Mở SSH. Khi mà nó boot ram disk xong á, mở SSH xong á thì cái tab trên cái tool đó nó sẽ sáng đèn ha. Các bạn làm cái phần nào thì các bạn cứ tích vô các bạn làm thôi. Đó các bạn, nếu mà bắt code thì làm bên bắt code, còn hello thì mình add hello nha các bạn. Rồi bấm add hello nè. Lúc này nó hỏi thì cái máy mid á, giống như máy global đó các bạn, thì là không có xài sim pin luôn ha. Còn cái máy nào mà GFN đó các bạn, no mid á, thì mình xài cái sim pin nha các bạn. Cái sim sim hư á mà cài mẻ pin các bạn ha. Còn máy nào nó mắc cái bát band mà phần cứng á thì là nó là cũng không xài sim pin luôn nha các bạn.
rồi các bạn đợi cho nó LT thôi. Cái tool này nó chạy nhanh lắm các bạn, các bạn chạy hôm nay mình làm là chừng 10-15 phút là một con à, cực nhanh luôn các bạn. Rồi nó kêu là cái bỏ qua chế độ setup ban đầu mình bỏ luôn các bạn, bấm vô cho nó vô menu luôn cho nó nhanh ha. Rồi add hello thành công nè, rồi bấm ok, đợi cái máy nó boot lên nha các bạn. Các bạn đợi ha, đợi cái máy nó boot lên, đừng có rút cáp nha các bạn. Rồi đợi máy nó boot lên, chỗ các bạn cứ đợi cái máy cho nó boot lên đi rồi mình rút được ha. Thì trong quá trình đợi thì mình giới thiệu sơ qua các bạn, cái tool này là mình muốn chạy thì mình phải order cái mã exit nha các bạn. Thì nói chung nó cũng hợp lý lắm các bạn, giá cũng tốt thôi. Thì các bạn cứ cần order thì các bạn cứ để lại bình luận bên dưới hay là nhắn tin cho mình đó, thì mình sẽ tư vấn các bạn hợp lý ha. Tool chạy cực mượt nha các bạn. Rồi nó boot xong rồi nè các bạn. Rồi bên phần này các bạn nhớ nha, khi mà nó boot vô menu thành công á, nó có cái phần block reset lại á. Đây nè, các bạn để ý nha, khi mà nó boot vô trong menu á thì các bạn lock lại nha các bạn, lock reset lại ha. Khi mà vô menu á, các bạn nhớ lock reset lại nó liền nha các bạn, để nó tránh tình trạng nhảy acti các bạn ha. Rồi acti thành công rồi, bấm lại lock reset nó nè, lock reset, khóa OTA, khóa xóa dòng 2 luôn các bạn. Yes. Rồi nó báo gì tin cậy, cái điện thoại báo, bấm tin cậy các bạn, bấm tin cậy ha. Rồi mình bấm cho nó lock reset lại các bạn. Rồi mình đợi cho nó kích hoạt lại lần nữa ha. Nó LT vô trong các bạn kiểm tra bắt pin đâu đầy đủ. Rồi mình test máy nha các bạn. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Rồi xin chào, cảm ơn các bạn. Today, I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake.